chưa? Ba Thảo ngủ chưa? Alo. Alo ba hả? Alo. Bé nè. Con. Tutti nè ba. Hả? Con có một chuyện quan trọng muốn nói với ba, nhưng mà ba đừng giật gân, nó không quá nghiêm trọng như con nói đâu ha. Nói đi. Cái này chỉ là ba con nói xong ba đừng có giật gân mà ba gọi lại cho con nha. Cái này nó có rồi rồi, chừng nào con gọi lại cho ba hiểu. Hãy hãy nghe nha. Ba con có bầu rồi. Bao đâu? Bao đâu? Năm ba tháng. Với ai? Ai biết ba ơi? Đó, một phút rồi. Đâu. Cái tính cũng có một bá vô như nhà có một thành viên mới. Đi đi. Cô giọng thành vậy á. Hello. Alo Johnny hả? Thảo nè. Ông Thảo hả? Ừ. Gì vậy bà Thảo ơi? Thảo nói chuyện này đừng giật mình nha. Không gì? Hứa là không giật mình mà không được mấy ai nữa chưa. Thế hả? Chỉ hai đứa mình biết thôi. Đi khách sạn không? Mình điên không bà Thảo ơi? Đi khách sạn không? Thôi đang gài đúng không? Trời nóng quá muốn gặp Johnny thiệt mà. Thôi ở bên đó đang quay hình đúng không? Đang gài đúng không? Đâu có. Thôi sao? Thiệt mà. Tôi không có đặt. Hết giờ bay. Quá phụ. Đó. Đi cô à? Dạ. Biết ai không? Dạ. Đang đâu vậy? Anh Phở nè. Thở đi vô em không? Thở đi vô em không? Vậy mười giờ ấy. Ok tại vì mà tới nè, tới đi. Mà tới đừng ngủ đâu, em có ngủ chung với Bảo không? Tại vì tới tại... ngủ nhà em mà. Mà nhà em có ai không? Mà anh tính đi chơi xuyên bằng đêm luôn. Qua nhà nhậu được. Anh với em thôi. Nói để anh với em qua nhà ngủ được. Thôi đi thôi, lịch thiêu quá, mình ra sàn mình làm chuyện đó được. Không, anh nhà được rồi Bảo. Thôi đi chơi. Phòng em đẹp lắm anh. Anh ngủ với em. Ừ thì đi bồ hèn xong mới ngủ. Trời không lẽ ngủ xong ra bồ hèn kỳ lắm. Ok vậy nha. Rồi yêu em. Nó cảm thấy như đó là một cái kỳ đáng làm. Ok rồi. Còn Khánh một vòng, một Khánh nữa là xong. Tôi quên với tôi im, cái 11 giờ ra bộ